vì vương tôi là nhất trên đời. Anh Công Thương, anh Công Thương, anh Công Thương ơi, anh Công Thương, Công Thương ơi, tôi gọi anh Công Thương ơi, Công Thương ơi, đâu đâu đâu, vậy anh Công Thương, ấy à, Công Thương, Công Thương, Công Thương, nhảy đâu nhảy, vậy vậy vậy. Có chuyện gì vậy? Anh tự nhiên anh chạy vậy? Anh đâu biết đâu, thấy mấy chú chạy anh cũng chạy. Ông này ông chạy giống như chạy theo quán tính vậy ông trời. Ông kêu tôi đến đây mà. Hả? Tụi em qua đây là tại vì anh gọi cho tụi em qua mà. Hả? Nhớ hả? Anh làm gì vậy? Ba hồn chính vía mộng thường quay về. Vậy chưa? Vậy chưa? Anh nhớ rồi. Bác Tư gọi điện biểu anh kêu hai chú tới gấp. Mà mai mốt có chuyện gì hai chú làm từ từ thôi. Làm quá anh bị yếu tim. Từ từ cái đầu anh á. Anh biết làm sao không? Tại dạo này á tụi em đi đâu cũng khó khăn hết trơn á. Muốn đi đâu cũng phải xin vợ nịnh vợ đủ thứ hết trơn á. Từ nhà em chạy qua anh có 3 giây đâu, anh thấy ghê không? Hèn chi anh còn khổ hơn mấy chú nữa. Có gì? Nói thiệt anh bây giờ bị tiên sa áp bức. Thiệt nhiều lúc anh muốn bỏ nhà anh đi luôn á. Em nói cho anh nghe nha, không biết kiếp trước phụ nữ làm sao chứ kiếp này mấy bà ghê thiệt á. Mình biết bà giận á, giận vô cớ, giận là giận không có lỗi gì luôn á, mà mấy bà còn thấy thiệt anh. Thôi mấy ông có bằng tôi nói thiệt á, bây giờ á cái nỗi ám ảnh bà vợ hiền thục của tôi nó ảnh hưởng tâm sinh lý của tôi luôn á. Thôi cái chuyện đó rồi bây giờ á mình không giải quyết gì được đâu, giờ qua gấp đi bác Tứ kêu á. Đi 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 bác Tứ ơi, bác Tứ ơi, bác Tứ ơi, bác Tứ ơi. Lẹ lên hết giờ rồi nè, chạy lẹ lên nè ba anh cốt khỉ, ba anh cốt khỉ, quay lại được, tụi bay chạy đâu chạy rần rần vậy hả? Chạy qua kiếm bác nè. Trời ơi, mày qua kiếm bác mà chạy luôn vậy trời. Ba kêu tụi bay qua đây á là có chuyện để nói với tụi bay. Thì có gì nói đại đi. Trời ơi, cái tình hình sợ vợ của ba thằng bay nha, tao nói nó lan tỏa khắp cái khu phố này rồi. Mà bây giờ nó không còn ở trong khu phố nữa, nó lan ra tới quận, lan ra tới thành phố, lan ra tới cả nước. Cái chuyện đó thì liên quan gì tới tụi con? Sao liên quan? Tụi bay làm mang tiếng mang tai khu phố này quá mà tao là trưởng bối ở trong khu phố này, tao phải nhụt chứ. Đúng không? Vậy bây giờ sao? Tao quyết định thay đổi tụi bay. Thay đổi cách nào? Bây giờ bác mở một cái lớp chống sợ vợ. Tụi bay cần phải tham gia. Lớp học chống sợ vợ. Thầy chào tụi con. Chào thầy. Hôm nay là buổi học đầu tiên. Mai thầy là giáo viên dạy chính thức. Còn một giáo viên trợ giảng nữa để cho lớp học thêm sinh động. Thầy xin giới thiệu với tụi con giáo viên trợ giảng của chúng ta, đó là cô giáo Emily Miley. Emily con Emily Lien xin kính chào quý vị khán giả. Emily Lien xin gửi đến quý vị khán giả lời chào trân trọng và yêu thương nhé. Quý vị khán giả ơi, hôm nay quý vị khán giả cảm thấy thế nào ạ? Có vui không ạ? Đất ơi trời, đây là lớp học. Cô là cô giáo chứ không phải là ca sĩ. Lộn rồi. Dạ. Chào lại. À, cô giáo xin kính chào tụi con. Con chào cô giáo. Có gì nhớ trả tiền đầy đủ nha chú. Mua đồ cũng tốn kém đấy. Được rồi. Cô nói tính sao đi. Tiền. À, để không mất thời gian, thầy sẽ nhào vô dạy bài đầu tiên cho tụi con liền. Bài đầu tiên: nếu bị vợ chửi hoặc vợ đánh, mình sẽ làm gì? Mộng Thường. Dạ. Trò đứng lên. Dạ thưa thầy, khi chúng ta bị vợ chửi hoặc vợ đánh, chúng ta phải đứng im chịu chẳng ạ. Yeah. Bình thường ở nhà là vậy không luôn á. Đúng rồi đó thầy. Tao đập nát tài bây giờ đó. Bị vợ chửi vợ đánh cái đứng im chịu trận à. Vậy đâu phải là đàn ông. Con đóng vai Mộng Thường. Còn Emily Mai Liên. Dạ. Con sẽ đóng tiên sa. Yes. Rồi bây giờ khi bị vợ chửi, vợ đánh, Mộng Thường tức quá, đang cầm cái ly đập xuống đất. Qua đây, qua đây thực tập. Rồi bây giờ chửi đi, chửi tức quá, đập cái ly. Dạ thưa thầy, con không dám đập ạ. Bởi vì ở nhà khi làm bể cái ly con sẽ bị bể đầu. Bởi vậy mới phải học. Đập đi, đập. Đó, bởi cái ly rồi đó.
Đó, tụi con nhìn đi, có người chồng nào mà xấu xa hèn hạ gì không? Đây là tấm gương của tụi con nè. Đúng à, đó. Bình thường tụi con đâu có soi vô được đâu. Cái này thấy ghê không? Coi mặt nó nè, nham nhở, ngu si đần độn. Ve ra. Để thầy làm vai mộng thường. Cầm. Dạ. Tua lại lúc đập cái ly. À, cái ly bể rồi. Chồng có trả con. Giật cái mặt lên cười. Nắm tay vợ lại, không cho vợ manh động. Mắng thẳng vào mặt vợ. Bà làm gì vậy hả? Tôi làm bể có cái ly thôi à. Bà là vợ tôi, bà phải dẹp. Tại sao bà muốn đánh chồng hả? Bà liễu hồn mà nghe chưa? Dẹp đi. Dạ. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Từng đứa lên tập với cô nhá. Rồi, bấm tường. Đi, đi, dạ. đi. Lên thực tập. À, bể cái ly rồi, chồng phải trả con. Nước cái mặt lên cười. Cô làm cái gì vậy? Tôi chỉ làm bể cái ly thôi mà cô làm quá đáng. Cô là vợ cô phải lượm lên, nghe chưa? Trời ơi, ve cái gì, ve cái đầu tụi bay á. Mày nói như trả bài vậy, mày phải đời thương, mày phải nạt nộ, phải hùng hồn, đánh thép. Anh dở quá, tôi làm cho coi nè. Tao làm trước. Đi. Tao không có gì, cái này dễ ẹ. Bể cái ly rồi, chồng phải cho con, nó cái mặt lên coi. Cô làm cái gì vậy? Cô là vợ tôi làm bể cái ly thì cô phải dọn, cô nghe rõ chưa? Cô là cái gì vậy? Cô là vợ thì cô phải lượm chứ. Trời ơi, không được cà lắm, phải nói suôn sẻ lên. Lượm cà lắm à, thầy ơi, nó bị cà lắm rồi. Đúng chứ không? Làm lại, đừng làm lại. Trời ơi, thầy ơi. Chào các con. Con chào thầy. Ừ, sao rồi? Hôm qua về nhà có thực hành bài đầu tiên không? Mong tường. Dạ thưa thầy, con không dám làm ạ. Sao vậy? Dạ thưa thầy, con không đủ tự tin. Nó lên con xuống. Còn con. Dạ thưa thầy, hôm qua vừa gặp mặt vợ con vừa tính thực hành thôi. Các anh hiểu luôn rồi. Trời ơi, nhưng mà không sao, không phải một ngày một bữa, tụi con phải rèn luyện, nghe chưa? Bữa nay chưa được thì phải tập tiếp, tập chừng nào được thì thôi. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Bé thư, con nói bác nghe nè. Bữa giờ con đợi điện thoại, con đợi hoài mà nó không có báo tin nhắn là tiền đã vào tài khoản. Mày sao tiền bạc quá. Học sinh nó chưa đóng tiền làm sao có tiền để trả cho giáo viên. Đợi vài bữa nó đóng đi rồi bác chuyển cho, nghe chưa? Mệt ghê rồi, còn Hùng Dũng đâu rồi? Hùng Dũng không biết nữa thầy ơi. Thầy ơi, không biết giờ thầy dạy hai đứa con được rồi, còn nói kể nó đi. Trời ơi, lớp đã ít rồi mà còn nghỉ hoài, sao hữu sở hụi. Nè, tụi con đóng tiền chưa? Ê, Tứ ơi. Thầy ơi, ngoài đóng. Ê. Rồi thấy ghê vậy? Trời, bị gì vậy con? Có gì đâu ngạc nhiên. Hôm qua về thực hành liền tay luôn. Bài học ánh mắt hình viên đạn đó. Phải liếc nhẹ vậy thôi, bầm luôn con mắt. Trời, mới liếc thôi đó Nga. Không sao. Thầy quên dạy tụi con. Bài học đầu tiên nó có những cái phản ứng phụ. Mình phải kiên nhẫn, không được từ bỏ. Vậy thì mình mới thành công, hiểu chưa? Dạ. Hôm nay thầy sẽ dạy cho tụi con bài thứ hai. Đó là bài làm thế nào để có thể hãnh diện chảnh chẹ bước ra khỏi nhà mà không cần xin phép vợ. Nặng vừa vừa thôi chứ, cũng thương binh như nhau mà sao mắc mới không bắt được khiên. Lố chịu khó ngồi đi, chịu khó ngồi. Chắc kỳ này bỏ học quá. Tôi là con một chứ bộ. Mà không, cái kiểu này chắc như nhà bị đòn tuyệt giống tôi luôn quá. Hai em ơi, chắc anh buồn quá, anh theo lớp này hết nổi đó. Tôi nói thiệt á, tôi ước gì giờ á có một chục trứng gà lăn cho nó đỡ xấu á. Quýnh bầm con mắt. Cầu được ước thấy trứng gà nè. Quẹo nữa. Thôi, chú ơi. Dừng tay lại, rút tay về. 10,000 trứng, quẹo lửa. Bác Tư, vì bác mà tụi con ra nông nổi này, nở lòng nào bác kinh doanh cho thân xác học trò hả bác Tứ? Đúng rồi đó bác Tứ, đáng lý ra là bác phải đầu tư cho tụi con mỗi đứa 1 chục trứng lăn cho nó đỡ xấu cái mặt. Ở đâu ra? Thầy cũng phải mua trứng về thầy mới luộc lên, cũng tốn này tốn nọ vậy. 10,000 trứng là rẻ rồi, quẹo lửa lăn. Lăn xong lột lũm, trời ơi tiện lợi quá mà. Rồi lăn trước đi,
Khoan, đứa nào lấy thì phải nhớ nha. Lát tôi ghi sổ đó. Rồi con ghi sổ đi. Một trứng là đứa trứng đúng không? Rồi lăn đi. Thầy ơi. Về. Báo cáo với thầy chắc tụi em theo không nổi, chắc bỏ lớp quá thầy ơi. Dạ đúng rồi thầy. Thiệt luôn á thầy. Đây là mấy bài học đầu tiên thôi, nó hơi khó một chút. Không, nó vô guồng rồi là dễ dàng lắm. Mới có mấy ngày tụi con đã thân tàn ma dại vậy. Theo thầy thời gian chắc tụi con chết luôn. Thôi điên quá, thôi lăn đi. Bình tĩnh đi, tôi dạy cho. Hiểu không? Bác thương. Trời, gì vậy? Gì vậy? Cái gì gấp vậy con? Cái gì gấp? Gì vậy? Gì vậy là sao? Hả? Thả tim hả? Tiền. Tiền gì? Có phải trả cho người ta, người ta đòi. Ai đòi? Mày thiếu nợ ta hả? Thiếu nợ, bây giờ người ta đòi gấp quá. Trời đất ơi, mày Việt Kiều gì mà về đây gây nợ là sao vậy trời? Không phải, con đi về, con đem đâu có nhiều đâu. Con mượn người ta để mua sắm nè, mua sắm nhiều bây giờ. Trời ơi, cũng vừa lắm à. Việt Kiều về đem không có nhiêu tiền, về du lịch thăm gia đình là được rồi. Xe xua làm chi, mượn đầu này được, mượn đầu nọ rồi giờ mắc nợ. Mệt mỏi ghê không, mỗi ngày bà thay 3-4 bộ đồ. Thấy không nè, quần áo, son phấn, cũng vừa lắm à. Tao mệt lắm, thôi không có liên quan tao. Mày tự mượn, mày tự trả, mày từng có than thở với tao cái gì hết trơn trời á. Bác nói vậy, bác được. Con đầu tư tất cả để muốn làm trò gián cho nó đẹp. Bây giờ bác nói như vậy, con không làm trò gián cho bác nữa luôn. Thôi không cần, mình tao dạy được hết á. Tao ôm nguyên cái lớp tao dạy được hết á. Không cần ai trợ giảng tao hết trơn á. Bác không cần con. Không cần. Bác nhớ nha. Nhớ sao nhớ. Được rồi, bác xin quá đi. Về đây. Về. Các anh không còn học nữa. Cái gì vậy? Sao? Đây, tôi xin trân trọng thông báo cho các anh biết. Ngươi đã mở ra lớp học chống sợ vợ. Các anh gọi là thầy đây. Nhiều năm trước được phong là đệ nhất sợ vợ. Hả? Cái tôi này mày nóng. Ủa? Hồi xưa bác Tứ cũng có vợ hả? Có luôn hả trời? Ngày xưa bác Tứ cao lắm, cao 1m7. Bây giờ đáng biết, bây giờ còn mét mơ. Trời ơi. Bác Tứ, vậy là sao bác lừa tụi con hả? Vậy là sai lầm rồi. Đúng rồi. Đi về không học được. Đúng rồi. Quay đi. Đi đi. Đừng học. Lẹo vợ. Lấy luôn. Lấy luôn đi. Đừng học gì vậy? Không học nữa. Đúng rồi. Đi luôn đi. Trợ vợ đi dạy người ta. Trời ơi là trời. Cái con này. Và tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông khoai thế, nếu muốn gia đình ấm êm, chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế